Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về con máy giặt nhãn hiệu là Toshiba. Đây vẫn còn tem này anh em này. Đó. Thì hiện tại là con này là cắm nguồn lên là bị báo lỗi luôn nhé. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện cho anh em và chỉ cho anh em cái chỗ lỗi luôn. Dòng tô này là tô 920 và A800 là nó rất hay bị lỗi như thế này. Đây các bạn này, khi bật nguồn lên này, để một lúc là báo lỗi này, E74 này. Đó, các bạn nhìn nhé. Như vậy là lỗi luôn, như vậy là nó sẽ là bị lỗi nhớ anh em nhé. Vì là mình đây là chưa bật một chế độ giặt nào, mà nó đã báo lỗi lên như vậy rồi thì nó sẽ là lỗi nhớ. Thì bây giờ anh em sẽ thay nhớ khác đi là được. Thì cái này có hai cách thay. Đây đây con nhớ này anh em này, với ký hiệu là con này là 24C anh em nhé, 24C04 anh em nhé. Đây, đây tít góc này này, tít góc cái chỗ bấm phím mở nguồn nhé, thì nó là 24C04 thì anh em có thể là thay một con ở vị khác sang, hay là cái anh em đi lắp một chương trình khác vào đây. Thì con này mình sẽ tháo ra và làm một chương trình khác ở trên máy tính vào. Thì con này mình đã có đi phần mềm sẵn rồi, thì bây giờ mình sẽ tháo ra mình đi nạp thôi. Thì con này mình sẽ tháo ra anh em nhé và đi nạp cho anh em luôn. Đây anh em ạ, mình đã tháo con đi xe rồi nhé. Đây là con đi xe của nó đây này. Chắc cái máy quay của mình nó chả nhìn rõ số đâu, nhưng mà mình đã đọc cho anh em rồi, nó là 24C04 nhé. Thì anh em thay con này đi là ok, hoặc là anh em đi sao chép cái nhớ bộ nhớ khác sang là được. Thì bây giờ mình sẽ đi sao chép đây. Ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho con IC này vào đây và mình sẽ cắm vào máy tính cho nó xóa đi và nạp lại nhé. À, có cái rắc chân này rồi, anh em cắm vào thôi. Bây giờ mình sẽ cắm vào nhé. Đó, mà lên điện như này là ok, là IC mình đã gài đây rồi nhé. Đây mình sẽ cho đây, không biết là cái bộ phận download kia để đâu rồi. Các bạn chỉ việc ấy thôi. Đây nó có bộ phần mềm này rồi anh em này, chỉ việc mở ra thôi. Đây, bây giờ mình sẽ phải chọn IC nhé anh em nhé. Đây là con 24 này, 24C04 nha. Mình sẽ chọn vào 04 này. Ok. Đó, hiện tại là mình đã chọn xong IC và mình sẽ đọc nữa. Khi là đọc nhé. Đấy, thì là bên đây là sẽ là phần nhớ của IC. Bây giờ mình sẽ xóa đi để mình nạp đằng khác vào. Thì chữ xóa nó đây cho anh em này. Xóa là chữ đây. Mình sẽ viết chữ tiếng Anh. Xóa đi này. Nó mà cứ xóa không thì cũng ok này. Và mình sẽ đọc lại. Đọc lại thì bên đây nó sẽ chấm nha anh em nhé. Mình sẽ đọc lại. Đó, như vậy là đã chấm, chống rồi. Thì bây giờ mình sẽ nạp cái IC khác ở đây. OPM và phần OEA là tổng hợp điện lạnh nhé. Mình để ở đây IC nhớ này anh em ạ. Đấy, mở ra. Đây có phần IC nhớ của máy giặt tô 920 nhé. Anh em kích vào đây. Rồi như vậy là đã hiện lên IC nhớ vào đây rồi. Thì mình sẽ đọc nó, nghĩa là ghi nó lại và qua. Rồi như vậy là đã hiện đây, mình sẽ đọc lại cho mình đã có gì nhé. Rồi, như vậy là đã xong. Đọc lại rồi anh em này, đọc lại này. Đấy, thì là IC mã đã được cài ở đây. Như vậy là đã cài xong IC. Như vậy là đã xong anh em nhé, rất đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ rút ra thôi. Và lại lắp vào mạch nhé anh em nhé. Đây, và cho lên đây là lắp vào mạch. Mình đã có cái file này IC nhớ rồi, cho nên là mình chỉ việc xóa đi và đạp lại là ok. Đấy, không phải mất tiền mua IC anh em nhé.
Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào mạch và thử cho anh em luôn. Ok các bạn nhé, giờ mình sẽ lắp cái xe này vào này để test luôn cho anh em luôn nhé, xem đã ăn luôn chưa. Chắc chắn là ăn rồi anh em rồi. IC mà anh em nhớ lắp đúng đầu nhá, anh em mới xong lại lắp sai đúng chân đấy, thì lắp vào nó in như này này. Xong với em sẽ thử luôn cho anh em test bằng tẹp luôn. Ok, đánh cho nó sạch. Rồi, anh em để ý cho mình nhé, để ý cho mình cái màn hình nhé, để nó không lỗi E74 nữa được, nó chuyển sang lỗi E95 nhé. E95 là phao, làm cho các bác lỗi này là mấy lần này, còn các bác không test được nữa là chịu. Thật điện đấy, bây giờ nó sẽ chuyển sang E95 không E74 nữa, rất lâu nha anh em nha. Chờ này, đấy E95 này, như vậy là mã lỗi E74 là đã ok đấy anh em, là chỉ việc thay nhớ. Nếu mà bật nguồn lên mà lỗi luôn là E74 là lỗi nhớ anh em nhé. Còn là nếu mà khi nó vắt không bắt được và vắt lỗi thì lúc đấy là sẽ lỗi về điều tốc hoặc là lỗi về motor bị kẹt, để sẽ báo như vậy. Thì video hướng dẫn về lỗi E74 của máy giặt tô là đã ok. Xin chào tất cả anh em.